Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý hàng, các anh chị đầu tư đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều đọc chào hôm nay, Hồng Sơn sẽ review, giới thiệu cho quý vị một căn nhà số Hồng Diên đã hoàn công, mới hoàn thiện xong, có vị trí gần với đường quốc lộ 1K, gần ngã ba cây lơn, gần siêu thị Bixigo, gần với chợ Dĩ An và nhà thờ Dĩ An. Nhà có diện tích chiều ngang 4m1, chiều dài 25m, tổng diện tích là hơn 100m2. Có hướng Tây Bắc, có đường phía trước rộng 7m thông. Đây quý vị, đây là con đường nhựa phía trước, đường thông thoáng quý vị nhé. Vị trí nhà này gần với nhà thờ Dĩ An, gần với chợ Dĩ An và di chuyển ra quốc lộ 1K chỉ tầm khoảng gần 1km thôi. Và đây là mặt tiền của căn nhà quý vị này. Mặt tiền phố, ban công vuông, rất là đẹp. Nhà xây mới 100%. Và đây là trục đường ngược lại quý vị nhé. Công năng sử dụng gồm sân đậu xe hơi rộng, phòng khách, phòng bếp, nhà có 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh, cộng với phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng trước sau. Sân đậu xe hơi thì mình có thể để xe 7 chỗ, xe bán tải thoải mái quý vị nhé. Nhà có 3 lớp cửa, ở ngoài là một lớp cửa sắt hộp, phía trong là một lớp cửa cuốn đức, rồi tới một lớp cửa nhôm xin pha kết hợp với kính cường lực. Sân đậu xe hơi 7 chỗ và xe bán tải thoải mái đây quý vị nhé. Quý vị nhìn lại mặt tiền căn nhà một lần nữa rồi cùng Hồng Sơn ta vào trong tham quan chi tiết ở trong. Mặt tiền phố, ban công vuông rất là đẹp quý vị. Một căn nhà có địa chỉ tại phường Đông Hòa thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Ở đây thì mình có thêm hai lớp cửa quý vị này. Ở ngoài là một lớp cửa cuốn đức, phía trong là một lớp cửa nhôm xin pha kết hợp với kính cường lực. Và trong đây là phòng khách quý vị nhé. Phía trên là trần chỉ thạch cao kết hợp với quạt trần và đèn led ở trên. Đây khu vực phòng khách này. Hai bên thì được chủ nhà ốp những vách nhựa làm sóng cũng như là giả gỗ khá là đẹp ở đây quý vị. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Nhà đất Hồng Sơn, chuyên nhận review, mua bán, ký gửi nhà đất khu vực tỉnh Bình Dương như thành phố Dĩ An, thành phố Thuận An, thành phố Thủ Đức và thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị đang có nhu cầu cần mua cần bán, hãy liên hệ trực tiếp với Hồng Sơn qua số điện thoại trên màn hình để trao đổi. Và căn nhà này đang được chủ nhà gửi bên Hồng Sơn chào bán với mức giá 4.990.000.000 vẫn còn bớt quý vị nhé. Và đây là phòng ngủ tầng trệt quý vị này. Phòng ngủ tầng trệt có cửa sổ phía sau và nhà này có view sân ở sau đấy quý vị này. Nhà đang làm hoàn công, vài ngày nữa xong, làm thêm phòng vệ sinh và sân sau quý vị nhé. Một căn nhà có địa chỉ tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, gần với quốc lộ 1K, gần Linh Xuân, Thủ Đức, làng Đại học, Thủ Đức. Bếp thì được chủ nhà làm hai dàn, tủ trên và dưới, vách thì được chủ nhà ốp kính cường lực rồi. Mình nhìn lại khu vực phòng khách và sân đậu xe hơi ở ngoài, rồi mình sẽ lên trên tham quan chi tiết ở trên. Quý vị có thể xem thêm trên Zalo, Facebook, TikTok, Fanpage đều mang từ khóa Nhà đất Hồng Sơn. Hồng Sơn còn rất nhiều sản phẩm nhà đất chính chủ gửi bán mà không quay hết lên video được. Quý vị truy cập vào Zalo để xem thêm nhé. Lầu trên này sẽ có hai phòng ngủ hai bên và hai phòng ngủ thì đều có hai phòng vệ sinh riêng trong phòng. Phòng ngủ nào cũng rất là rộng rãi và thông thoáng. Bên đây có một dàn tủ áo âm tường ở đây quý vị. Và kế bên đây là phòng vệ sinh riêng của căn nhà. Nội thất từ bồn cầu, chậu rửa, vòi tắm đứng, massage xuyên thuyền. Phòng tắm thì được chủ nhà làm vách ngăn bằng kính cường lực quý vị. Sàn trên đây thì được chủ nhà lót gạch giả gỗ khá là đẹp quý vị nhé. Và đây là phòng ngủ thứ ba của căn nhà này. Phòng ngủ rất là rộng quý vị nhé. Và đây là phòng vệ sinh riêng của căn nhà. Phòng vệ sinh thứ ba đều có vách ngăn bằng kính cường lực luôn. Nhà diện tích chiều ngang 4m1, chiều dài 25m, tổng diện tích là hơn 100m2, số Hồng Diên.
hoàn công quý vị, vài ngày nữa là lấy sổ quý vị nhé, là công chứng cho quý vị ở luôn rồi. Trên đây là khu vực lầu trên này, đây là phòng vệ sinh thứ tư của căn nhà, phòng vệ sinh thứ tư đây quý vị nhé. Và đây là sân phơi kê máy giặt, xung quanh đã được chủ nhà hàn bao đầy đủ rồi. Cái chung cư xa xa đây, chung cư này là nằm ngay đường quốc lộ 1K, gần với siêu thị Bixigo và cũng gần với làng đại học Thủ Đức quý vị nhé. Sân phơi đây quý vị, sân phơi kê máy giặt. Khu vực sân phơi thì chủ nhà sẽ lợp tôn quý vị nhé. Còn trên đây thì chủ nhà sẽ đúc bê tông cốt thép. Ở đây thì mình có giếng trời ngay khu vực cầu thang này. Và đây là phòng ngủ thứ tư của căn nhà. Phòng ngủ thứ tư đây quý vị. Và đây là phòng thờ phía trước. Phòng thờ đây quý vị. Phòng thờ rộng rãi nhé. Video của Hồng Sơn đến đây kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.